lọc xô ly hay thật các bác ạ. Tẹp bát mít lên kinh luôn. Chiều làng quê say xưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bóng lúa thiết tha, những mẹ già ngồi trong chén đùa sớm dưới run run nỗi cười như lên chưa, nó là quá lên luôn, hay vãi trưởng luôn các bác ạ. Bề ngang là 43 cao nha. Con này mã là SQ9. Cần gạt 24689 cần gạt. Giá 3,5 triệu cho các bác. Hàng zin tuyệt đối luôn. Zin tuyệt đối. Bề ngang là 43. Mặt tiền đẹp, xuất sát là không tránh khỏi anh em nhá. 3 đường vào tín hiệu, đây là đường vào, còn đây đường ra. Đường vào còn lại là số 1, số 2 đây nữa. Đây là sơ đồ của lọc. Điện 100V, sản xuất tại Nhật Bản. Lọc xô ly tiếng lên tanh tách luôn. Các bác dùng để nghe nhạc, hát karaoke đều hay anh em nhé. Đây đang chạy được vào live này. Ba triệu rưỡi anh em có một con lọc quá hay của hãng Soli luôn.